vào siêu thị mình mua rồi. Rồi khách hàng chọn đồ đi. Chọn đồ gì đấy. Có rất nhiều kem đấy. Hàng ơi, sao đấy siêu thị đẹp thế nhỉ? Nay mình bán nhiều đồ lắm đấy nha. Khách hàng cứ tham khảo nhiều đồ mình bán đấy nha. Đầy luôn cả cái xe rồi. Wow, rồi có mua đồ gì nữa không? Tôi có mấy bánh kem đây nè. Có mua lạt kem gì cả. Chai nước cam. Cho tôi một kiểu nước. Đây con thỏ. Để lấy một cái kem. Wow, mua hết luôn à? Chỗ này nhặt hết quầy siêu thị của mình rồi. Ok. Cứ nhặt đi, bán hết hàng càng mừng. Ok. Xe đấy nhưng mà chứa được nhiều thế nhỉ. Nhặt hết luôn nha, tôi về luôn. Mình mua xem. Để lên cân đi xem bao nhiêu. Rồi, xong rồi. Còn gì nữa? Lấy trong cái hộp này. Wow, ok. Đấy, tôi bán hàng mà. Lấy một cái ống này. Rồi. Nhiều đồ luôn. Ok, có đủ tiền trả không mà mua hết thế. Cứ có ăn kem không kìa. Kem nặng kem này nè. Hai cái rồi. Đấy, cầm tươi đấy. Xin mời cái thanh. Tươi, cảm ơn. Đấy, ăn kem tươi. Cái này có miễn phí không? Đó là miễn phí, mua nhiều đồ là miễn phí cái kem đó. Kem ngon không? Ngon cực, vị dâu. Vị dâu. Cầm kem rơi vào người bạn này. Có mua nữa không? Chứ mua nãy tao không có nào? Nhiều. Đây nào. Mua tiền đi. Rồi. Tiền đi. Rồi, để đồ, hãy đổ hết đồ ra. Để đồ ra là tính tiền. Đổ cả xe ra luôn. Wow. Đồ đoàn rơi hết rồi. Rồi, tính tiền nha. Không trả bằng tiền mà tôi sẽ quét thẻ. Rồi, ok. Được rồi, những đồ này bây giờ coi như đã thanh toán rồi. Để ra thẻ để quét đi. Để mang nhiều tiền nào. Wow. Nhấn số nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, ra thẻ đây để quét. Wow, rồi, thanh toán lại xong rồi. À, bây giờ mà khách hàng có thể là cho lên xe đẩy quay mang đồ về nhá. Chưa. Rồi. Khi anh cũng xe đẩy đẹp nhá. Anh về nhá, sau đi mua hàng nữa nhá. Wow. Ai có đồ chơi gì mà hay thế này. Wow, đồ chơi thì bánh kem này. Bạn ơi, ôi trời đồ chỉnh chỉnh đấy nhá. Này nó biết cửa à? Wow. Xin chào tất cả các bà. À, hai bà con xin chào các bạn nhỏ nhá. Hôm nay mình có một bộ đồ chơi mới giới thiệu cho các bạn xem. Đó là xe đẩy siêu thị và quầy kem. À, thì mở ra bạn xem nào. Nhiều đồ chơi luôn. Món đâu đây? Xe đẩy siêu thị và quầy kem à? Wow. Wow, trời, nhiều quá. Rất là nhiều thứ. Giờ bạn nghe thấy bắt gấp nhá. Đồ chơi này rất nhiều quá. Đây, có cái giá luôn. Dạ. Rất nhiều. Cái xe đẩy quá. Cái bình rất là to. Đẹp quá. Nhiều màu luôn. Kem như cẩn thận luôn các bạn ơi. Bây giờ bạn Huyền sẽ lắp ghép để thành một cái xe đẩy siêu thị nhá. Rồi bắt đầu nào.
xanh này vào cái mực trắng các bạn ơi. Đây là cái chỗ để hoa quả này. Bây giờ sẽ đặt cái hoa mình lên trên. Thì là dễ lắp thôi, không có các bạn nhỏ thì xem thì mua chơi mà chúng ta tự lắp cũng được. Và cái đây là cái xe đẩy. Ok. Thì mình sẽ bạn phải lắp pin vào nha để cho nó có âm thanh. Máy tính tiền đấy. Chú ý đầu dương đầu âm nhá. Lắp xa nó sẽ hỏng đấy. Rồi, mình lắp vào. Lắp cái nắp này vào. Rồi, này lắp xong chưa? Thử xem nào. Nghe xem nào. Wow, tinh tinh luôn. Em để gì nó mới to này. Đó. Hay chưa? Rồi, ta cho vào đi. Mình sẽ lắp xe đẩy siêu thị nha các bạn. Rồi, bây giờ mấy người sẽ lắp cái xe đẩy siêu thị đây. Cái bánh rồi, bây giờ sẽ lắp hai cái bánh, đó là bốn cái bánh. Đồ chơi này bạn thấy rất đẹp đấy. Dạ. Bạn thấy có đẹp không? Dạ. Ép mạnh vào. Cần bà giúp không? Bà giúp con với. Rồi. Cho bánh xe vào đi. Ta đã lắp cái xe đẩy rồi. Mình sẽ lắp cái quay. Rồi. Đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Còn cái ở một hồi lắp ghép mình đã lắp ghép được rồi. Một cái xe đẩy siêu thị rất dễ thương. Mình sẽ lắp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn cái hộp này lại để thành các cái đồ bán hàng nhá. Đây có rất nhiều đồ đấy. Đây bé sẽ nâng gấp một cái hộp các bạn ơi. Phải hộp gì đấy bé nhỉ? Cây đúng không? Rất là đẹp nha. Chúng ta tiến hành lắp tất cả những cái này các hộp các bé. Đây là những cái hộp mà bé Huyền đã ghép thành những tấm bìa ghép thành cái hộp các bé. Đây là cà phê này, kem này, nước trái cây này, và đây là cái gì đây? Đây là hộp đựng kem. Đây là một đựng kem sô cô la nữa đây. Ta lắp xong rồi. Ôi, con ấy rồi, bỏ. Đây là những cái hộp giống như là chúng ta đi làm đồ siêu thị đó các bạn. Đấy về. Đấy phải tính tiền, đây là tính tiền chứ. Rồi, hộp siêu thị máy tính tiền này chưa hoạt động được. Chúng ta đang phải xem các đầu tiên nữa. Đây phải bóc cái túi kia ra. Chúng ta bóc nó ra xem nhá. Rất là hào hứng đây. Wow, chào ơi, đây là wow, có cậu củ cà rốt nè. Cà rốt này các bé ơi. Cà rốt, rốt màu vàng. Mình sẽ bỏ đây. Đây là cái gì đây? Là cái cân. Cân. Rồi chúng ta để gắn lại chúng ta mới biết được nha. Bạn nhìn này. Bạn nhìn. Đây là kem hoa quế đây các bạn ơi. Ở cái cân mà đúng không? Rồi chúng ta bây giờ mấy bạn sẽ dán tờ giấy này. Bóng này mà chúng ta dán vào đây để thành một bộ sản phẩm rất đẹp. Mà chúng ta bắt đầu. Con sẽ lắp. Dán kẹo mút. Kẹo mút màu xanh. Kẹo mút màu xanh nha, rất đẹp. Ngon. Có mặt thôi à? Là cái
cái giọng mút của mình. Ngon không các bạn? Tụi mình sẽ bỏ kem lên đây nha. Nhìn rất đẹp luôn. Tụi mình sẽ được cái giọng mút hình con thỏ. Cảm ơn đây. Chúng ta có hai cái kiểu mút. Đây là chiếc cỡ mút màu hồng. Trái tim. Ba cỡ mút rồi, bây giờ cắm cỡ mút lên đây, ba cái nữa nè. Ba cỡ mút cắm lên đây cho các bạn xem. Đây là ba cái cỡ mút màu cam. Và màu cam. Orange. Tiếp theo. Đây có hai cái màu ngu các bạn ơi. Bật bằng vừa. Bye.